Rồi em xin chào toàn thể quý anh em nghe anh em. Thì hôm rồi anh em cũng biết á, là em có gã cục máy ghim lùng 125 Thái Lan đắt 2018 đó. Với lại em có một cục ghim lùng 125 đắt ghim lùng 125 Thái Lan đắt 2019 đó. Thì cục đó em bán nguyên cục rồi. Thì bây giờ cái bộ đầu nòng này nè, cái bộ đầu nòng ghim lùng 125 đắt 2018 này nè, nói tháng 9 năm 2018 ngày nay máy tháng 9 năm 2018, 15 tháng 9 năm 2018 là bộ nồi nè anh em thấy không? Đó. Với bộ dinh lốc, bộ đầu lòng, với bộ dinh lốc, với bộ nồi, với bộ bình xăng con á, là em đã bán cho một anh khách ở Sài Gòn của em rồi. Đó, bán rồi, cái bộ này bán rồi rồi. Nhưng mà có một cái á, khi hàng giao tới trên đó đó, thì nói chung ảnh cũng chưa có kiểm tra hàng luôn, mà ảnh đã chuyển tiền trước cho em rồi. Ảnh mua là ảnh chuyển khoản đủ cho em luôn, tại khách này khách quen. Đó, ảnh chuyển khoản đủ cho em luôn, ảnh tin tưởng. Đó, khách quen thì ảnh chuyển khoản đủ cho em luôn. Đó, rồi ảnh mới... ảnh dự định là vô chiếc neo của ảnh, chiếc neo xăng cơ của ảnh á. Rồi sau đó đó, cái máy của ảnh á, thì ảnh cũng đã làm nhiều lần rồi mà nó vẫn không êm đó, thì ảnh quyết định á, là ảnh bán luôn cái chiếc xe, ảnh mua chiếc tem lửa ảnh chạy. Cho nên ảnh nói á, là Hậu ơi, anh gửi gì anh trả cho em đó, tiền anh chuyển khoản cho em á, thì em cứ chậm chậm đi, khi nào em bán được hàng á, thì em trả cho anh. Nhưng mà ảnh trả cho em á, là ảnh chịu lỗ cho em hết một mớ đó. Nói chung là ảnh trả hàng lại là ảnh chịu lỗ hết mớ. Cho nên đó là ngày hôm nay em quay em bán lại đó. Thì á, em đã canh lại rồi, ảnh đã chịu lỗ cho em hết mớ, thì á, em cũng không có phải bán giá cũ, nhưng mà em sẽ bán giá thấp luôn. Em sẽ bán dưới giá đó cho, em sẽ canh là cái khoản mà ảnh chịu lỗ cho em đó, rồi em trừ lại. Em bán giá dễ chơi dễ xài cho anh em xài. Đầu lòng ghim lùng 125 Thái Lan đắt 2018, dên lóc ghim lùng 125 Thái Lan đắt 2018, bộ nồi ghim lùng 125 Thái Lan đắt 2018 đó. Thì em sẽ báo giá trực tiếp trên video, nếu anh em nào cảm thấy hợp nhãn đó thì anh em hú em. Thì mấy cái phụ tùng của ghim 125 Thái Lan này hầu như là nó khoảng 98% rồi, chi tiết máy của nó giống như neo của mình anh em đó. Thì mấy cái này nè, neo như là neo xăng cơ, phu neo, phu 2 rồi đó là anh em vô được hết luôn á. Phu led đồ là anh em cũng vô được luôn, phu led là hình như vô được luôn nè. Hình như phu led là anh em vô được cái bộ nồi hay gì đó, bộ nồi với bộ dân lốc á. Phu dân lốc này anh em vô phu neo, phu 2, phu neo FI hay xăng cơ vô cũng được hết trơn á. Thì FI thì anh em làm thêm mắt độc thôi. Ủa đâu? Đồng hồ điện tử hả? Đồng hồ điện tử mới làm thêm mắt độc. Bắt đọc của bên lốc số á. Rồi bây giờ không có làm mất thời gian của anh em nữa, em xin đi vô chi tiết. Thì em xin quay bộ nồi ghim 125 trước, em báo giá cho anh em luôn nè. Bộ nồi ghim 125 đắt 2018. Em đã nói rồi, xe này tuy là đắt nó không có được cao, đắt nó đắt 2018 nè anh em, nhưng mà là xe ít đi nha. Đó, nồi còn rất là đẹp. Bộ nồi này em xin bán với giá là 2 triệu. Là đầy đủ những cái phụ kiện kèm theo nồi, như là cò, muỗng, ốc chỉnh nồi các kiểu là em để đầy đủ trong đây hết trơn à. Cò muỗng ốc chỉnh nồi đồ đầy đủ hết trơn trong đây, không thiếu thứ gì nha anh em. Cắt con đồ đầy đủ hết luôn đó. Rồi thì bộ nồi này em xin bán giá 2 triệu nha anh em nha. Vô nha. 10 nè, cho coi cặp nhông hú nè, nhông hú còn rất là đẹp nha anh em đó, nhông hú rất là đẹp, sớ sớ luôn thấy không đó anh em, coi nhông hú nè, nhông hú còn rất là phê, sớ sớ luôn thấy không đó anh em, thấy không, rất là đẹp, hết bài nha. Nè, găng chở người ta có đánh dấu nè, mấy nồi Thái là có đánh dấu găng chở hết trơn, anh em chở ngay bóc là lụm mà. Thì nguyên lý nó hoạt động thì em thấy nó cũng vậy thôi, nó cũng có khác cái gì đâu, hiểu là lụm mà đó. Nhông hú còn rất là đẹp, bao anh em không giọng không hú, bao bóc bao êm nha anh em đó. Còn một chút xíu nữa em sẽ nói về cái cách thức mà khi anh em gắn nồi ghim 125 á mà vô chiếc phu neo á thì làm những món gì đó. Ok nha, đẹp nha, trời ơi, nồi đắt cao mà chuông zin chưa tán chưa tiếc chị Trần đa KIZ ngày 17 tháng 9 năm 2018 nè đó, nồi bán giá rẻ cho anh em chơi luôn đó. Cái chuông này anh em nhìn nè, em tả chuẩn cho anh em, chuông còn rất là dày nha anh em nha, chuông rất là dày nha. Cái chuông này nè, nói chung là anh em gờ tay á, nói chung là anh em gờ tay là nó phớt nhẹ như tờ giấy vậy đó, có phớt nha chứ không phải không có nha. Đó, có sao báo vậy nha anh em.
chuông có phớt nè, nhưng mà nó phớt nhẹ như tờ giấy nha anh em, chứ không có phớt nhiều đâu. Nó anh em nhìn là anh em tự đánh giá nha. Đó, nó phớt nhẹ như tờ giấy gì đó. Rồi, ok ha. Rồi về phần chuông xong nha. Rồi. Bây giờ á em sẽ quay bộ nồi xong đi, rồi em sẽ chia sẻ cái vấn đề mà muốn gắn vào phu neo phu 2. Đây, bên cái phần đế ba càng đây anh em. Ba càng cũng vậy, cũng có đóng đát rõ ràng. Đát nè. Ngày 14 tháng 9. Ngày 14 tháng 9 năm 2018 nè, rõ ràng nha. Ba càng là còn cao còn đẹp luôn nha. Vì trời sẽ zoom hết được nữa rồi. Đó, ba càng là còn cao còn đẹp luôn nha anh em. Bố zin toàn tập nha, mới gã lần đầu. Đây, xuất sắc. Đây, rãnh là còn rất sâu nha anh em, rất là đẹp đó. Xe nói chung á, em cố gắng đắt thấp nhưng mà em lấy được rồi là xe ít đi. Nhưng mà em thấy chắc em không hợp với cái đồ này rồi anh em ơi. Nói chung là bán em thấy nó không có lãi, mà mua vô giá cao. Đó, còn rất là đẹp, ba càng còn rất là đẹp. Nói chung anh em vô neo là chạy dở đầu luôn. Đó, ba càng còn rãnh sâu cao rất là đẹp nha anh em. Ok nha. Rồi, đây là cái nồi trước, còn cái nồi sau đây. Trời ơi, nó bót. Cái nồi sau đây anh em. Cái nồi sau là cái đát nó có đó là 2018 nè, rõ ràng luôn nha. K37G ngày 15 tháng 9 năm 2018. Đó, 15 tháng 9 năm 2018 nha. Đát tháng 9 năm 2018 nha anh em. Zin toàn tập nha. Đó, zin toàn tập. FCC nè, KTMF nè. Đó, mới gã lần đầu, zin toàn tập. Đó, ok nha anh em. Rồi, cái chuồng heo nè, mực miết rồi còn đủ hết trơn á. Nồi ghi 125 này là nồi Thái Lan, KIZ FCC. Đó, mực miết rồi còn đủ hết. Bao anh em lên xe các kiểu con đà điểu. Chưa có sáng luôn nè, nhông chạy chưa sáng luôn nè anh em thấy không. Đó, bao các kiểu nha anh em. Chưa có thấy dấu ngắn dấu khuyết gì trơn á. Có dấu chạy phớt phớt nè anh em thấy không. Đó, thì cái nồi này á, bây giờ nè em nói để mà cách thức mà để anh em gắn vô phu neo phu 2 nè. Rồi, nồi thì quay xong rồi báo giá cho anh em luôn á. Là đầy đủ mấy cái phụ kiện kèm theo bộ nồi luôn nghe, là 2 triệu. Rồi, đợi em xíu khách ơi. Thì á, bây giờ á, cái bộ nồi của Ghim 125 này nè, nó khác với cái bộ nồi của phu chà neo phu chà 2 của mình á. Nó khác là nó khác chỗ này. Cái thứ nhất á, nếu như anh em muốn mua bộ nồi Ghim 125 Thái Lan này mà để gắn vô phu chà neo phu chà 2 đó ha, sân cơ nha, thì nếu như anh em không muốn mua cây dên, tại vì khi anh em mua cây dên luôn á, nếu mà anh em mua cái bộ cây dên này luôn nè, cái bộ dên lóc này luôn nè, thì anh em gắn vô phu chà neo phu chà 2 là anh em gắn như zin, không chế cháo gì thêm ha. Đầu bên đây là nó, thì anh em mua bộ này nè, nếu mà anh em mua bộ nồi với bộ dên lóc thì anh em gắn vô phu neo phu 2 là như zin, không chế cháo gì thêm, ập vô là lụm, gắn lại nồi nguyên bản của Ghim 125 Thái Lan ha. Còn nếu như anh em chỉ mua bộ nồi Ghim 125 Thái Lan mà anh em muốn gắn vô phu neo phu 2 thì anh em làm những cái thao tác như sau. Ở cái phần nồi trước này nè, thì ở đây nè, em giải thích đây trước đi, giải thích cái đế ba càng này trước đi. Do cái cấu tạo của cái đế ba càng của cái nồi của phu neo á, là cái cục này nè, cái vòng tròn này nè, đó, cái vòng tròn chỗ cái đế ba càng này nè, là nó cao lên như vậy nè. Mà của thằng Ghim 125 thì nó lại thấp xuống. Thì mình làm sao? Thì mình sàn nguyên cái đế ba càng này nè, ba cái ba càng này nè, qua cái nồi neo. Rồi, cái là cái thứ nhất. Khi anh em sàn cái đó xong phải không? Sàn cái đó xong là một thao tác rồi. Thì anh em làm thêm cái này nữa cho em. À, cái chỗ cái con chó nè, đó anh em sàn của neo qua là lụm. Đó, chỗ cái con chó ngay trong cái vòng này nè, cái vòng em đang quay này nè, là anh em sàn của neo qua ha, là lụm gạo. Rồi, đó thì bộ nồi Ghim 125 bán 2 triệu. Còn nếu như những anh em ta có điều kiện, ta muốn chơi whip, chơi là mua bộ nồi Ghim 125 nè, mua bộ dên lóc Ghim 125 luôn nè, về anh em gáp vô neo là như zin luôn, giữ lại nguyên bản bộ nồi luôn, không có chế cháo gì hết ha. Rồi, tiếp tục. Bộ dên lóc Ghim 125, đó, bộ dên lóc Ghim 125 Thái Lan
nó dên lốc này cũng mới gã lần đầu. Thì cái cấu tạo ghim 125 Thái Lan này á, ở cái phần bụng giữa này nè, nó không có xài gon anh em, mà nó xài keo chứ nó không xài gon. Đó, nó xài keo chứ nó không xài gon. Trời ơi, dên lốc này mới gớt lần đầu anh em. Đắt 218 anh em khỏi phải chê đường nào hết trơn á. Nói chung là cây dên em hứa với anh em luôn, nó khít, nó cứng ngắc như cây dên mới ép vậy đó. Không có nhúc nhích được một miếng luôn á, cứng ngắc luôn. Không có chê đường nào hết trơn á. Đó. Ốc tán là ra vô nhẹ nhàng hết. Không có chê đường nào được hết trơn á. Chơi hay không chơi thôi. Rất là đẹp đó. Thì bộ dên lốc này em báo giá với anh em luôn. Bộ dên lốc này anh em gắn được full ha, full 2 nè, full neo xăng cơ FI là gì là gắn được hết luôn nè ha. Ốc số mự hết nè, toàn bộ là ốc số mự hết nha anh em. Đó. Mực sơn quẹt là còn hết luôn nè. Thấy không? Đó. Mã nè. MEATH1. Ok nha anh em, mới gớt lần đầu. Chưa hề có dấu cạo gon cạo riết gì nghe anh em. Dên lốc là cực kỳ đẹp, nhôm đẹp luôn đó anh em. Vô full neo full 2 là hết bài, full neo full 2 xăng cơ FI gì vô cũng được hết. Đầu lòng mới gớt nè, nó dính cái con vào đây hết miếng rồi đó. Cây dên thì khỏi phải bàn đâu. Ốc sợ nhớt anh em nhìn góc cạnh nè, quá là ok luôn nha. Hai ốc gắt chân nè, nét luôn nha. Mã mọc ở đây có gà rõ ràng nha anh em, KBHE1. Nó ok. Rồi. Thì bộ dên lốc ghim 125 Thái Lan này thích hợp cho anh em vô full 2 full neo xăng cơ. Tình trạng là bao whip, bao cọp. Cái dên là đậu gơ khít khình khịch, không nhúc nhích một miếng như dên máy ép luôn. Đó. Bao zin. Na chi. Đó. Cứng ngắc luôn. Đó. Đầu ác dên là rất là đẹp luôn nè. Không gỗ, không sọc, không gì nha. Thì bộ dên lốc này em bán cho anh em dưới giá là 2.3 triệu. Dên lốc ghim 125 Thái Lan đắt 2018 em bán cho anh em dưới giá là 2.3 triệu nha anh em. Rồi, tiếp tục còn một món cuối cùng thôi. Combo đầu lòng bù rong ghim 125 Thái Lan đắt 2018. Đó, bây giờ em cho anh em coi bù rong với ốc đầu trước nha. Tại vì em cái tánh của em thì em không có thích bán lẻ. Anh em biết làm sao không? Cái bộ bù rong ốc đầu của người ta đi theo cái đầu lòng nó rất là tẹp màu, mà anh em bán lẻ thì uổng uổng dữ lắm, tội nghiệp cho cái người mua đầu lòng dữ lắm. Đó, ốc đầu thì anh em khỏi phải chê. Ốc đầu thì anh em vô neo thì chảy ke luôn, vô neo thì chảy ke luôn nha anh em, khỏi phải chê đường nào hết trơn, vàng hực luôn đó. Ốc đầu thì anh em vô mới cọp chiếc xe dữ nè, nó vàng lắm, vàng nha anh em, thấy không? Ốc đầu nè, bốn lông đền nè, bù gông là full đầy đủ cho anh em luôn nè, thấy không? Ốc đầu bốn lông đền, bù gông full đầy đủ rồi nha. Rồi, còn đây là bộ đầu nòng. Đầu nòng này là đầu nòng ít tăng đa, tình trạng là nguyên zin mới gớt lần đầu, luôn hai cái bát lòng luôn, một bên ăn lờ xài ốc số 10 nè. Đó, trời ơi nó nặng anh em ơi, mấy cái đồ này nó nặng quá. Bên ăn lờ xài ốc số 10, một bên là ER nó cũng xài ốc số 10 luôn nè, thấy không? Đó. Thì đầu lòng này là đầu lòng ít tăng đa mới gất lần đầu nha anh em. KBHE1 ha. Cái đầu lòng này á là đát 2018 ở đây nè, anh em muốn coi đát thì em chỉ cho anh em coi ở đây là chính xác nhất, anh em không cần coi đâu hết trơn á. Tháng 7 năm 2018 nè. Thấy không? Đầu ET33. Ở trong này nè, đóng ET33 nè. ET33 nha anh em. Đó, rồi. Rồi đó. Đầu lòng mới gớt lần đầu, bao đẹp, ốc ác là vàng khè hết, tẹp màu với ốc bù gông hết. Đó, anh em vô nó cọp ghê không? Ốc của người ta là màu tẹp màu hết trơn à. Vô rất là cọp chiếc xe. Thấy không? Đó. Thì cái combo cái đầu lòng này với bù gông này em báo giá với anh em luôn. Là đầu lòng luôn nha, đầu lòng đầy đủ bích tông bạc, đầy đủ cam cò này nọ đi theo hết cho anh em luôn, ống xi này luôn nha anh em, luôn ống xi chục bo, luôn ống xi mà ống hơi chục bo này luôn nè, nhôm đẹp luôn nha. Đó, mực màu là còn đủ, mới gớt lần đầu nha anh em. Đó thì em báo giá với anh em trước luôn nè, đầu lòng với bù gông ốc đầu đầy đủ luôn, em giao cho anh em giá là 4.2 triệu, 4.1 triệu đó, 4.1 triệu.
giờ coi chiếc bê tông nè anh em, chiếc bê tông là đầu chưa đóng khối gì luôn nha anh em, KTM nha, bê tông tới công chuyện lắm, rất là đẹp luôn, sớ ngang vậy cùi cụi luôn nha, đó cực kỳ whip, anh em vô neo vô hai là hết lằn luôn, khỏi suy nghĩ, bê tông rất là đẹp luôn đó, thấy không? Nè anh em coi đi, đó mặt trên như mặt dưới, mặt dưới như mặt trên, nó bao cọp bao whip cho anh em nha, đó 4,1 triệu là lên đường nhanh gọn lẹ, xả hàng luôn, hai mặt đẹp như nhau, đó bê tông là bao cọp, đó rõ ràng nha anh em. Rồi thì combo đầu lòng bù gông là em giao cho anh em dưới giá là 4,1 triệu, anh em nào mến thì hú em, đó chưa đóng khói gì luôn nè, BW BH hai cây xúc bóc zin chưa đóng khói luôn nha, lòng mặt võng whip slip nè, thấy không? Rồi thì đầu lòng bù gông là 4,1 triệu, anh em nào mến hú em chào anh em nha, đó em lên sóng báo giá rõ ràng hết trơn nha anh em, chào anh em.